Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến việc công ty Princess Lifestyle với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Chào Lưu Mỹ Linh. Dạ, xin chào anh Phạm Khanh, xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3 trong tháng 3 của năm 2019. Công ty dược thảo Princess Lifestyle vẫn có những món quà đặc biệt để gửi đến quý vị và đặc biệt là chương trình promotion. Hấp dẫn lắm và cảm ơn quý vị trong tuần lễ vừa qua đã đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình promotion này. Và chúng tôi cũng khuyến khích quý vị hãy mua những sản phẩm của công ty, mua càng nhiều thì chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để trúng thưởng. Bởi vì cái giải độc đắc của năm nay là một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 2 carat nằm trên một chiếc nhẫn. Cho nên là cái giá trị của chiếc nhẫn này tối thiểu cũng phải là gần 20 ngàn. Wow, hấp dẫn quá, rất là đặc biệt. Thưa quý vị, năm nay thì công ty Princess Lifestyle có rất là nhiều phải nói rằng là những cái niềm vui, mà phải nói là niềm vui của công ty cũng là niềm vui cho những khách hàng của công ty. Thứ nhất đó là công ty dọn về trụ sở mới nằm ngay ở trên đường Valley, ở số là 418 East Valley Boulevard, thành phố San Gabriel. Tức là trên đường Valley góc với lại đường Walnut và đối diện với lại nhà băng là Union Bank và cũng như là đối diện với khách sạn Sheraton. Một cái địa điểm trung tâm của vùng Los Angeles. Như vậy là quý khách hàng ở vùng Los Angeles thì có thể đến đây để mà mua những cái sản phẩm của công ty Princess Lifestyle một cách trực tiếp và sau đó nhờ công ty gửi hàng đi luôn. Và thưa quý vị, năm nay cũng là năm mà tại trụ sở chính của công ty ở trên đường Valley chúng tôi có thêm những dịch vụ như là gửi hàng về Việt Nam, gửi hàng đi khắp mọi nơi trên khắp thế giới, gửi hàng đi các tiểu bang Hoa Kỳ. Như vậy rằng là nếu quý vị đến mua thuốc bỗng mà thì nhờ công ty gửi luôn. Còn nếu quý vị không mua thuốc, quý vị muốn gửi hàng về Việt Nam thì quý vị cũng có thể đến công ty để mà nhờ công ty chuyển hàng quý vị về Việt Nam. Giá cả cũng cạnh tranh đặc biệt và gửi hàng nhanh chóng. Và hầu như đó là mỗi ngày thì chúng tôi đều có những cái chuyến hàng về Việt Nam. Liên lạc với công ty để biết thêm về cái dịch vụ chuyển hàng gửi hàng về Việt Nam ở số điện thoại là 1-800-990-8319. Còn một dịch vụ nữa mà bà con đồng hương chúng ta cũng rất là cần, phải không ạ? Đó là dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam, gửi tiền về Việt Nam. Thì thưa quý vị, công ty Princess Lifestyle chúng tôi năm nay cũng đã trở thành đại lý chính thức của công ty chuyển tiền Anh Minh. Thành thử ra là nếu quý vị ở vùng Los Angeles County, quý vị muốn gửi tiền về Việt Nam ở ngoài thì có thể liên lạc trực tiếp với đại lý của công ty Princess Lifestyle. Chúng tôi đã có giấy phép cũng như là đại lý chính thức của công ty chuyển tiền Anh Minh cũng tại trụ sở là số 418 East Valley Boulevard. Số điện thoại là 1-800-990-8319. Như vậy vì thấy rõ ràng là tất cả những cái dịch vụ mà người Việt Nam chúng ta thường hay sử dụng, mua thuốc, dược thảo gửi về Việt Nam, chuyển hàng về Việt Nam và chuyển tiền về Việt Nam nữa, tất cả đều đã có tại trụ sở mới của công ty Princess Lifestyle. Một lần nữa số điện thoại là 1-800-990-8319. Rồi bây giờ bên cạnh đó thì là những cái giải thưởng rất là lớn, trong đó có chiếc nhẫn hột xoàn như là Lưu Mỹ Linh vừa mới cho biết. Thì làm sao để mà mình có thể mà có cơ hội trúng được chiếc nhẫn hột xoàn vào cuối năm nay ha Lưu Mỹ Linh? Thì bây giờ mình mua những sản phẩm của công ty, mình mua càng nhiều càng tốt, mua một loại thì mình sẽ có được một cái vé số. Thì cái tấm vé số đó, thưa quý vị, chúng tôi lưu ý quý vị là quý vị viết tên và cái số điện thoại thật là rõ ràng ở trong cái khuôn của cái tấm vé số đó. Là bởi vì đôi khi quý vị viết quá ra bên ngoài thì khi quý vị xé tấm vé số ra thì nó mất một cái số cuối, cho nên công ty rất là khó liên lạc. Nên chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ viết tên và cái số điện thoại của mình thật là rõ ràng. Còn nếu mà còn dư chỗ thì mình ghi địa chỉ. Còn không thì số điện thoại rất là quan trọng. Thì như vậy để quý vị có cơ hội để trúng thưởng. Thì mỗi coi như năm nay thì công ty sẽ có chương trình xổ số vào cuối năm. Thì có nhiều giải thưởng lắm. Nhưng mà cái giải thưởng độc đắc sẽ là một chiếc nhẫn hột xoàn thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ có chương trình quay thu hình trực tiếp để gửi đến quý vị, để quý vị thấy trong cái quá trình là công ty phát thưởng như thế nào. Cho nên là quý vị hãy mua những sản phẩm của công ty. Quý vị mua 6, quý vị được tặng 1 và quý vị sẽ được tặng 6 tấm vé số để tham gia vào chương trình sổ số này. Và nếu mà mua 100 Mỹ Kim trở lên thì quý vị sẽ được free shipping trên toàn quốc Hoa Kỳ. Wow, như vậy thì phải nói rằng là tuyệt vời quá. Và chiếc nhẫn hột xoàn đang chờ đợi quý khách hàng cũng như quý khán giả của Little Saigon TV khi mà quý vị tham gia vào cái chương trình và promotion đặc biệt kỳ này.
Thưa quý vị, mua phải không, bất cứ một lò thuốc nào, như Lumilin nói, quý vị đều có cơ hội được một cái tấm vé số. Mua càng nhiều thì vé số càng nhiều và cơ hội trúng càng nhiều. Ví dụ quý vị mua một cái chương trình promotion là mua 6 được tặng 1, thì 6 cái lò thuốc mà quý vị mua, quý vị sẽ được mỗi người một cái tấm vé số, mỗi lò thuốc một tấm vé số, phải không ạ? Rồi nếu mà đợt sau quý vị mua 6 cái lò thuốc nữa lại được thêm 6 tấm vé số nữa, phải không ạ? Tuyệt vời quá. Thành thử ra là nếu mà quý vị muốn có được cái phải là cơ hội trúng được một cái viên ngọc sòn vào cuối năm nay thì xin liên lạc với công ty Princess Lifestyle. Và nhớ là khi vị đến các đại lý đó, quý vị mua thì cũng xin các đại lý những cái tấm vé số. Hiện giờ họ đã có vé số hết đầy đủ rồi. Và nói rằng thì là cái vé số này để mà quý vị tham dự vào cái chương trình sổ số cuối năm, không ạ, trúng thưởng một cái viên hộp xoàn rất là có giá trị. Và tất nhiên là từ đến cuối năm chúng tôi sẽ có liên tục những cái đợt sổ số nhỏ nhỏ nữa, với những cái giải thưởng từ 100 cho đến 500 đồng. Thành ra quý vị có nhiều cơ hội lắm, không ạ, trúng thưởng trong năm, rồi thì là cuối năm lại có thêm cơ hội mà trúng thêm một cái viên hộp xoàn nữa. Và hiện giờ quý vị vào giờ này chúng tôi đang nói chuyện ở đây là chương trình truyền hình trực tiếp trên Lý Đô Sài Gòn TV, thì công ty Princess Lifestyle cũng đang mở đường line ra để mời quý vị gọi vô. Nếu quý vị muốn mua những cái loại thuốc dược thảo, muốn gửi thuốc về Việt Nam, muốn chuyển hàng, chuyển tiền, tất cả đều có thể gọi trực tiếp cho công ty để mà biết thêm chi tiết ở số điện thoại là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Dạ, và trong ngày hôm nay nhân tiện đây chúng ta cũng sẽ nói về nhân sâm trường thọ, bởi vì trong cái thời gian vừa rồi thì nhân sâm trường thọ đã được quý khán thính giả ủng hộ rất là nhiều, và nhân đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến chương trình về nhân sâm trường thọ. Đây là một loại nhân sâm gọi là bạch sâm, tức là sâm Hoa Kỳ được trồng cấy ở tiểu bang Wisconsin và được trồng cấy bằng hoàn toàn bằng phương pháp organic, thưa quý vị. Cho nên là cái quá trình trồng cấy sâm organic nó hơi khó khăn hơn, là bởi vì phải chăm sóc bằng tay rất là kỹ lưỡng để tránh bị sâu rầy, và phải sau 5 năm cho đến 6 năm thì công ty mới thu hoạch. Cho nên là cây dược tính ở trong cái củ sâm này nó rất là cao, giúp cho chúng ta bảo vệ được sức khỏe và có được cái sức đề kháng. Và quý vị cứ yên tâm là ở trong tình trạng sức khỏe như thế nào quý vị cũng sử dụng được, là bởi vì cái tính chất của bạch sâm này là mát, cho nên là các bác có bị vấn đề về sức khỏe thì các bác vẫn sử dụng được. Cho nên là xin các bác hãy sử dụng nhân sâm trường thọ như là một cái chất bổ dưỡng, bồi bổ vào trong thức ăn của mình hàng ngày. Có thể sử dụng như là trà sâm hay là súp sâm hay là bất cứ một cái gì trong cái thức ăn của mình để mà mình có thêm được sức khỏe. Thì trong tất cả những chương trình của công ty dược thảo Princess Lifestyle, quý vị biết là một cái hộp sâm khoảng chừng một cái hộp sâm nhỏ đó anh Khanh, khoảng chừng một ounce à? Một 4 ounce. 4 ounce. À? Dạ, một hộp sâm thì là 65 đồng, còn nếu một cái hộp lớn hơn á, mua một cái hộp lớn hơn 8 ounce thì là 120 đồng, phải không ạ? 125 đồng. Tức là rẻ hơn được 5 đồng nếu mà mua một hộp lớn 8 ounce. Dạ vâng, quý vị cũng thấy là nhân sâm trường thọ chúng tôi đang để ở trước mặt. Thì quý vị biết là đây là nhân sâm hoàn toàn được trồng cấy ở tại Mỹ. Và quý vị biết là cái nguồn gốc đến từ đâu. Còn thường khi mà mình mua nhân sâm ở trên thị trường, mình chỉ biết là để trong cái hộp như thế mà mình không biết được nguồn gốc từ đâu. Còn nhân sâm trường thọ của công ty dược thảo Princess Lifestyle đấy, thì có nguồn gốc. Và công ty có nguyên cả một cái ruộng sâm nữa ở tiểu bang Wisconsin. Nguyên một cái ruộng sâm công ty đã thu hoạch, và mỗi một năm thì quý vị thấy là có những cái sản phẩm sâm, và khi mà thu hoạch cái đợt sâm này thì lại gieo tiếp cho cái đợt sâm kế tiếp. Thành ra là cái đợt sâm kế tiếp lại phải đợi đến hơn 5 năm cho đến 6 năm thì mới thu hoạch. Cho nên mỗi một lần á, cái sản lượng sâm mà công ty đưa ra thị trường nó không có nhiều, chỉ có một cái phần nào đó thôi, cho nên là rất là hiếm. Cái đợt vừa rồi thì cũng có nhân sâm tươi về, có chỉ ít lắm, có 25 pound à anh Khanh? Yeah. Có 25 pound à. Thành ra là nếu mà first come first serve, quý vị nào đến trước đặt hàng trước thì quý vị sẽ có sâm tươi trước. Cho nên là cái sản phẩm này công ty không có nhiều, chỉ có một cái số lượng nào đó thôi, là bởi vì 6 năm mới thu hoạch, thưa quý vị. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn order sâm thì quý vị có thể gọi cho công ty Princess Lifestyle ở số là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Còn nếu quý vị có những thắc mắc muốn biết rằng là cách sử dụng các loại thuốc dược thảo như thế nào cho có hiệu quả thì là 818-634-1706, đó là số điện thoại của bác sĩ Virota Morita. 818-634-1706, 818-634-1706. Và xin nhắc lại một lần nữa là từ đây cho đến cuối năm 2019, chúng tôi có một cái chương trình sổ số thật đặc biệt, trúng một cái chiếc nhẫn ngọc xoàn.
quý vị mua các loại thuốc dược thảo hoặc là quý vị mua nhân sâm trường thọ phải không, của công ty Princess Lifestyle đều sẽ được tặng một tấm vé số. Mỗi một hộp sâm là một tấm vé số, mỗi một lọ thuốc cũng là một tấm vé số phải không ạ. Mua càng nhiều thì cơ hội trúng càng nhiều. Gọi cho các đại lý ở gần nhà quý vị để mà biết thêm chi tiết về các chương trình này. Rồi ngoài ra thì tại địa điểm chính của công ty ở trên đường Valley thuộc thành phố San Gabriel thì chúng tôi có thêm những cái chương trình promotion khác nữa. Quý vị đến tận nơi thấy thuốc phải không ạ, cũng có bác sĩ tại đó để hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng các loại thuốc như thế nào cho có hiệu quả. Rồi mua thuốc xong muốn gửi thuốc về Việt Nam thì công ty cũng có sẵn luôn. Rồi chưa kể nữa là khi mà quý vị mà mua thuốc như vậy thì quý vị nếu mà muốn gửi tiền về cho người thân bạn bè Việt Nam thì công ty cũng có dịch vụ sẵn sàng luôn để phục vụ cho quý vị. Và số điện thoại đang được mở ra giờ này của công ty Princess Lifestyle là 1-800-990-8319. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.